Hi, xin chào mọi người, mình là Kai. Thì lời đầu tiên Kai muốn chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và có thể làm được những gì mình muốn trong năm nay. Ok, xin chào bạn, mình là Nico. Và lẽ ra là năm nay Team DNA sẽ có những cái kế hoạch để ghi hình và làm cho cái Team DNA Tết nó hoành tráng hơn mỗi năm. Nhưng mà do dịch quá nên là Kai không có về nước được, nên là những cái kế hoạch đó chắc là phải dời đến sang năm. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng team trong suốt một năm vừa qua. Và hy vọng là năm 2022 này chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau để đưa cái bộ môn này nó càng ngày nó càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Và chúc mừng năm mới mọi người. Hello, chào các bạn, mình là Jack. Đầu tiên mình xin gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người. Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và phục hồi hoặc phát triển được mọi thứ mà các bạn đang làm tốt hơn trong năm nay. Năm mới vạn sự như ý. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tụi mình. Tụi mình không phải là dân edit chuyên nghiệp cho nên là cái video có thể là nó sẽ không có được hoành tráng lắm. Nhưng mà cái không khí, cái ý nghĩa mà tụi mình muốn mang tới là một cái không khí vui vẻ, vui tươi ngày Tết. Và chúc các bạn có một năm mới thật là thành công và bình an bên gia đình. Và cuối cùng là hướng đến một năm mới nhiều may mắn, tốt đẹp, tích cực và kế hoạch thì thập toàn kỳ mỹ. Chúc mừng năm mới mọi người.